chị. Dạ cầm. Rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể bù đắp cho cô đây, cô nói đi. Cưới em. Ngoài chuyện này ra. Tiểu Sáng, vì anh mà em làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ vẫn không thể đổi lấy tình yêu của anh sao? Nếu cô giúp tôi là có mục đích, thì tôi muốn chẳng thà cô đừng làm gì cho tôi hết. Bây giờ nói ra những lời này, anh không cảm thấy nó tàn nhẫn lắm sao? Ngoài việc cưới cô ra, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để bù đắp cho cô nói đi. Anh không bù đắp được đâu. Cô nói đi mà. Anh đi đi, Giả Cầm. Anh đi đi. Anh đi đi. Đôi ngày mai mặt đi làm, em đã giúp anh chuẩn bị rồi. Thôi được rồi, bây giờ em là hai người nghỉ ngơi đi để anh bạc. Em không quý ước như vậy đâu. À, Quế Minh à, hôm nào chúng ta mời Phi Phi và Thiếu Sáng đến ăn cơm đi. Được rồi. Cả đời này, người mà em có lỗi nhất chính là Phi Phi. Hy vọng cô ta và Thiếu Sáng có thể đến được với nhau. Anh cũng hy vọng vậy. Sao vậy? Anh nghĩ họ sẽ không thành sao? Hiện giờ còn có Quan Nhã Cầm kẹp ở giữa hai người mà. Cũng phải. Nhưng mà chắc Tiết Tổng là người dứt khoát mà, phải không? Thì đúng là vậy. Anh làm gì? Em đi nấu cơm đi. Hợp tác như vậy, hợp tác như vậy. Ông nhanh chóng cung cấp kỹ thuật, chỉ cần bản thiết kế hoàn tất, chúng ta sẽ bắt tay khởi công. Được rồi. Nhưng mà Thiếu Tổng này, phần vốn đầu tư của chúng tôi phải đợi sau khi công trình bên ông bắt đầu khởi công mới bỏ vào. Thời kỳ đầu chúng tôi chỉ có thể cung cấp kỹ thuật, hy vọng bên ông nhanh chóng hoàn thiện bản thiết kế khởi động công trình. Xin cứ yên tâm. Vậy nhé, tạm biệt. Tạm biệt. Alo, sao rồi, ông ta ký hợp đồng ký chưa hả? Ký rồi. Tốt lắm. Tiết Sáng bỏ ra 2 tỷ để mua khu đất đó chỉ vì muốn phát triển căn hộ bảo vệ môi trường. Nếu để nó phát hiện kỹ thuật cho Âu để thực hiện dự án đó không hoàn thiện, thì cái khu đất mà nó bỏ ra 2 tỷ để mua sẽ biến thành đống đổ nát luôn. Đáng đừng. Không sai. Nếu mà ông ta muốn khởi động dự án khác trên khu đất đó, cũng sẽ không kịp thời gian. Nói cái chuyện mà trả lãi suất ngân hàng thôi cũng đủ chết rồi. Vốn đầu tư 2 tỷ bị đóng băng, thì AC sẽ xảy ra hiện tượng không đủ vốn để xây chuyển. Đến lúc đó, tôi sẽ tung ra tin lượng tiền luân chuyển bị đứt nửa chừng, thì danh dự của EAC sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Cổ phiếu cũng theo đó mà rớt giá. Đến lúc đó tôi sẽ liên kết với một số anh em của các công ty còn ở Bắc Kinh cùng nhau thâu gom cổ phiếu EAC. Trương Tổng, chúc mừng ông. Đợi sau khi ông nắm được quyền quản lý EAC, xin đừng quên lời hứa với tôi đó nha. Không thành vấn đề. Sau khi xong việc, khu đất đó sẽ là nơi mà hai công ty chúng ta cùng phát triển. Tôi sẽ chia cho ông lợi nhuận cao hơn EAC 10%. Ông cảm thấy thế nào? Trương Tổng à, thì cũng là thủ đoạn của ông Cao Minh hơn. Không dám, không dám. Vậy nhé, tạm biệt. Em về rồi đây.
Làm gì mà thở hổn hển vậy? Còn phải hỏi, chị không biết cái triển lãm quốc tế đó rộng như thế nào đâu. Em với Mao Phong đi muốn kể cả chân mà còn một số gian hàng chưa đi đấy. Em ngốc thật, người ta đi triển lãm quốc tế chia ra nhiều ngày, còn hai người muốn coi hết trong một ngày sao được? Thì biết là vậy, nhưng tại có nhiều cái hay và mới mẻ quá nên không cưỡng này được. Nếu là chị, em nghĩ chắc chị sẽ đi đến mệt mới về. Mà phòng của em thì sao? Anh ta đuối rồi, mà phòng ngủ 3 ngày. Hai người đúng là một cặp xứng đôi. Ê, mấy ngày nay chị sao rồi? Sao là sao chứ, chị đang sửa lại bản thiết kế nè. Ai hỏi chị chuyện đây? Em hỏi chuyện của chị và Sáng Gia sao rồi? Muốn ngoại tình phải không? Chính xác. Anh lấy đưa chị về nhà gặp mẹ lấy rồi. Ủa, chẳng phải đã gặp mặt rồi sao? Lần này thì khác, là chính thức gặp mặt đó. Thật sao? Vậy ấn tượng của mẹ anh ta đối với chị thế nào? Thì chắc cũng tốt. Ê, mẹ nghe nói là muốn hẹn gặp mẹ chị đấy. Thật sao? Vậy là thành cái chắc rồi. Hai bên gia đình gặp nhau là sắp định ngày cưới rồi. Chúc mừng nhé, Phi Phi. Đâu có bằng trường giống như em nói đâu. Nè, chị em nói đi không có sai đâu. À, để ăn đi chứ, đãi ăn món Nhật đấy nha. Chẳng phải em nói cho em bị đau sao? Gặp chuyện vui như vậy, dù có phải lớp em cũng ráng đi mà. Alo, Linda. Phi Phi, các người đã ký hợp đồng với công ty đại giả chưa? Chắc cũng sắp ký rồi. Tôi nghĩ trong mấy ngày này đấy. Cô ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nè, món Nhật để lần sau ăn nha. Em ăn đỡ cái này đi, chị đã thay đồ đây. Ê, nở hết rồi. Có chuyện gì, sao căng thẳng quá vậy? Tôi nghe được tin này, nói cô biết, cô đừng căng thẳng đi. Tin gì vậy? Về mặt căn bản kỹ thuật của bên châu Âu đã không hoàn thiện, các người bị Takagi lừa rồi. Cái gì? Thư ký của Takagi, Tiểu Dương đã từ chức rồi. Phải nói với tôi, công ty đại giả mua kỹ thuật của châu Âu, sau đó phát hiện kỹ thuật châu Âu không thể thích hợp với thị trường Trung Quốc. Cho nên Takagi muốn được các người hợp tác ông ấy. Ông ta bày ra nhiều trò như vậy chỉ có một mục đích, chính là muốn lôi các người vào chuyện này. Sao lại như vậy? Bây giờ đem kỹ thuật đó bán cho người khác thì làm sao mà có vấn đề? Công ty đại giả không đâu thể mua kỹ thuật đó có vấn đề chứ. Tình hình cụ thể thì tôi không biết rõ, nhưng tôi chỉ biết khuyên các người nên lập tức chấm dứt đàm phán với công ty đại giả. Nếu không các người sẽ bị ta cực kỳ hại chết đó. Alo, Tiến Sáng hả? Anh đã ký hợp đồng với công ty đại giả chưa? Vừa mới ký sáng nay, có gì không? Alo, Phi Phi. Không nói nữa, để em về rồi nói. Phi Phi, Linda, tôi không nói với cô nữa, tôi về trước đây. Ừ, cảm ơn nhiều nhé. Ừ. Sáng Gia. Ê, em xem Sáng Gia khỏe lại rồi kìa, mấy ngày trước tôi còn tưởng nó không xong rồi. Sáng Gia, chúng ta trúng kế rồi. Kỹ thuật của châu Âu có vấn đề, chúng ta bị công ty đại giả lôi xuống nước rồi. Em nói sao? Lúc nãy em đi gặp Linda, cô ta nói với em, Tiểu Dương thư ký của Takagi nói với cô ta là Takagi đã trúng kế đối tác, bỏ ra số tiền lớn mua kỹ thuật chưa hoàn thiện về. Ông ta mua về mới biết kỹ thuật đó có vấn đề. Lúc mà chúng ta đến bàn chuyện hợp tác, ông ta cố tình che giấu sự thật. Ông ta muốn tìm một công ty cùng gánh tổn thất với mình. Kỹ thuật này của châu Âu là kỹ thuật năng lượng mặt trời tiên tiến nhất trên thế giới. Các công trình kiến trúc sử dụng công nghệ năng lượng gió Bắc Cực dành cho nhóm người có thu nhập cao, không phổ cập ở châu Âu. Nhưng mà châu Âu thuộc vùng khí hậu biển Tây Bắc là vùng chuyển tiếp khí hậu lục địa Đông Nam. Trong khi nước chúng ta là khí hậu Bắc Âu, khí hậu gió mùa nhiệt đới. Hơn nữa, chúng ta có diện tích quá lớn, chiều ngang có tới 3 đới khí hậu, mùa đông miền Bắc đặc biệt lạnh, mùa hè miền Nam thì khí hậu oi bức nóng ẩm. Hơn nữa, chúng ta còn có khí hậu nuôi biển sông. Khi xây nhà Nam Bắc, các chỉ tiêu như độ dày của tường, vật liệu cách gì cũng không giống nhau. Cho nên với tình hình trước mắt, muốn đưa kỹ thuật châu Âu áp dụng ở thị trường Trung Quốc là không hoàn thiện. Nên công ty đại giả nói thế nào? Công ty đại giả nói là giữ nguyên kỹ thuật châu Âu chuyển giao cho chúng ta. Còn những chuyện khác thì không liên quan gì đến họ. Tại sao lại như vậy? Kỹ thuật chưa hoàn thiện cũng dám đem ra bán. Chẳng phải bên châu Âu nói là sẽ theo dõi hỗ trợ kỹ thuật hay sao?
Bên châu nói kỹ thuật thích hợp với thị trường châu Á, tôi đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra. Nếu muốn đưa vào thị trường chắc cũng phải mất hơn một năm. Hơn một năm? Thừa đất trị giá 2 tỷ đều để trong một năm mấy đời họ hả? Có thể thương lượng với bên châu kêu họ nghiên cứu khí hậu ở Hàng Châu trước đi. Ví dụ như ứng dụng tự sinh cần phải dùng những vật liệu gì để phù hợp với độ dày của tường. EAC của mình đưa cho họ làm thí điểm cũng được. Nếu không, khu đất 2 tỷ của tôi kẹt cứng ở đó, trả lại mỗi ngày cũng đủ chết rồi. Tiếp tục, họ sẽ không bao giờ vì một công ty Trung Quốc mà phán lệ tăng ca đâu. Vậy thì phải tính sao đi? Tiếp tục. Sáng dạ, không được đi theo tôi. Giám đốc Châu, tất cả công việc liên quan đến lãng mạn bao dung tạm thời cho dừng lại trước đi. Được, Hải Luân, lập tức liên lạc với giám đốc Dương phòng dự án xem có dự án dự bị nào có thể mang ra đỡ trước không. Dạ. Mark, dạ, cậu tập hợp tất cả dữ liệu liên quan đến kỹ thuật cho ông, mang hết đất cho tôi. Nhớ đừng để sót tấm đài. Dạ, em đi chuẩn bị đi. Thỏ Ngọc Hồng Thi, hai người đi bản thiết kế dự án trước đây, sắp xếp lại, chọn dự án hoàn thiện để làm phương án dự bị. Dạ. Giám đốc Châu, theo anh dự án này không còn cách nào có thể đột phá thực sự sao? Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn, khí hậu với các vùng chênh lệch nhau quá nhiều. Ta cần gì? Sao làm như vậy? Tiết tổng, làm gì mà nóng giận dữ vậy? Công ty đại giả đã bị phía trường lừa mua kỹ thuật dẫn, đám sáng tử nghĩ mà chia sẻ, sao lôi công ty tôi vào chuyện này? Tôi lôi ông, chẳng phải các người tự nhảy vào sao? Ông phải nói chuyện đó với tôi nữa hả? Tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Vậy thì phải bồi thường hợp đồng đấy. Cái gì? Tiết tổng, kỹ thuật này hiện giờ công ty chúng tôi đang nghiên cứu, chỉ gặp còn khó khăn một chút về vấn đề vật liệu. Cái khó khăn này sẽ sớm được công phá mà. Còn thời gian thì sao? Khu đất 2 tỷ của tôi kẹt lại đó, ông trả lại cho tôi hả? Cái này thì tôi đành chịu. Tự các người đến gõ cửa chúng tôi, ông đâu có dùng súng ép ông phải ký hợp đồng. Ông Tiết tổng, hiện giờ hợp đồng đã có hiệu lực rồi. Đừng quên trả cho công ty đại giả một nửa số tiền mua kỹ thuật của châu đợt đầu. Chúng ta cũng chia sẻ rủi ro mà. Được lắm. Được rồi, đời còn dài lắm nè. Những lần trước khi nghiên cứu lãng mạn Babylon, tiểu luận lớn cũng gặp phải vấn đề này. Lúc đó tiếp tục lớn còn cố tình mời tiến sĩ bên viện nghiên cứu về ngày đêm nghiên cứu, chứ không biết thành quả thế nào. Vậy dữ liệu đâu rồi? Tôi nhớ lúc đó phó tổng trưởng cũng ép dữ lắm. Tiếp tục lớn sợ dữ liệu bị lộ ra ngoài nên không tin tưởng ai hết, lúc nào cũng giữ dữ liệu ở bên mình. USB của Tiết Dũng. Cô Quang, điện thoại của Tiết tổng không mãi gọi được, gọi đến nhà thì tổng sư trưởng nói máy không có gì cả. Phi Phi, hả? Cô đi tìm Tiết Sáng đi. Tôi giám đốc Châu tìm gặp tổng sư trưởng thương lượng xem điều này phải giải thích thế nào với ba đồng sự đi. Đi thôi. Biết ngay là anh ở đây mà. Bây giờ anh không muốn nói chuyện. Em đi đi. Sáng già, chuyện vẫn chưa đến bước đường cùng không thể giải quyết mà. Em có cách gì giải quyết? Em có 2 tỷ hay có thể biến ra kỹ thuật? Em thì không có kỹ thuật, nhưng mà anh có. Anh USB của anh trai anh quên rồi sao? USB thế nào?
Em nghe Châu Nghệ Minh nói lâu trước khi nghiên cứu dự án này cũng bị dướng mày đây. Anh trai anh và mấy tiến sĩ bên sở nghiên cứu đang miệt mài nghiên cứu, sau đó anh trai anh qua đời nên dự án này bị gác lại. Em nghĩ là trong USB của anh trai anh cho dù không có toàn bộ chắc cũng có một chút đi. Đi thôi. Bao lên, trước đó anh đã thử nhiều lần rồi. Số điện thoại anh ấy này, sinh nhật của ba, sinh nhật mẹ, sinh nhật anh ấy, sinh nhật của anh, địa chỉ nhà, bảng số xe anh ấy, mật mã ngân hàng, ngày dỗ của ba đều thử hết rồi. Mấy cái cần thử đều là thử hết. Bây giờ anh thực sự không biết rốt cuộc anh ấy đặt mật mã gì nữa. Đừng nôn nóng mà, anh thử nghĩ xem. Ngoài người thân trong gia đình ra, anh trai anh còn có người thân nào anh ấy tin tưởng nữa không? Có khi nào là quan giả cầm không? Thì thử đi. Đúng là ngày sinh nhật của giả cầm. Anh à, anh si tình quá đi. Anh mở ra xem thử đi. Hôm nay, đại diện trưởng bệnh viện thiết kế nói với tôi, nếu muốn phá giải kỹ thuật của châu Âu, ít nhất cũng phải cần thêm 100 nữa. Tôi đã đến tìm các chuyên gia nghiên cứu ở rất nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, xin họ giúp đỡ. Nhưng mà cuối cùng, câu trả lời mà tôi nhận được đều như nhau. Họ nói với tôi, nếu thật sự muốn đưa căn hộ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường vào thị trường của Trung Quốc, trong thời gian ngắn là không thể thực hiện được. Tôi hoàn toàn thất vọng. Bây giờ lãng mạn ba đi dùng thất bại hoàn toàn. Phụ đất 2 tỷ, dự án lớn nhất của công ty hết rồi, hết thật rồi. Ba con khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, bắt đầu nhận hợp đồng xây dựng cho người ta, đến lúc tạo dựng được công ty lớn như vậy, quãng đường đi qua có biết bao chông gai. Nếu mà chỉ vì một gia chấp mà bỏ cuộc thì có y xin gì ngày hôm nay không? Anh trai còn đã phấn đấu hết mình vì công ty, sau cùng mất cả tính mạng, nhưng mà đó cũng không hề bỏ cuộc mà. Giờ đã con chỉ gặp một chút phong ba mà đã biến thành như vậy. Con nói đi, con còn mặt mũi nào đối mặt với linh hồn của ba và anh trai con trên trời không? Chúng ta vẫn chưa đi đến bước đường cùng. Chẳng phải trong tay con còn một khu đất giá trị 2 tỷ sao? Tiểu Sáng à, con từ bỏ lãng mạn Babylon đi,
nhanh chóng tìm một dự án mới để phát triển khu đất đó. Về phía ban đồng sự, mình sẽ giải thích giúp con. Dạ. Mẹ, con biết phải làm như thế nào rồi. Giờ chưa từng nhìn thấy anh trầm ngâm như vậy. Không cần lo lắng quá, chúng ta vẫn chưa đến được cùng mà. Tôi thì còn có thể làm gì? Tiểu Sáng, chuyện này cứ tạm thời giao cho em. Anh tin em đi, em nhất định sẽ giúp AEC vượt qua khó khăn này. Cô có cách gì? Chuyện này anh không cần quan tâm. Chỉ cần anh tin em, chắc chắn em sẽ giúp được anh. Hiện giờ EEC đang rất hỗn loạn. Ngày mai tôi sẽ tung ra cái tin EEC mua một cái kỹ thuật dởm. Khu đất 2 tỷ đó sẽ bị kẹt lại. Chỉ cần cái tin này bị tung ra ngoài, giá cổ phiếu EEC sẽ bị rớt thê thảm. Tới lúc đó thì mấy vị đây có thể thu gom toàn bộ cổ phiếu với giá sàn rồi. Tôi nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể nắm quyền khống chế EEC. Khi đó, cái dự án mà chúng ta hợp tác với tập đoàn Singapore sẽ được khởi động trên khu đất 2 tỷ này. Tới lúc đó, cổ phiếu AEC sẽ tăng gì đây? Chúng ta buông hàng ra với việc mua vào bán ra đợi mấy trăm triệu như chơi. Tốt không? Đây, Trương Tổng quả là một nhân tài trong giới kinh doanh nào cả nhỉ? Cô họ chào buổi sáng. Ủa, Tiểu Sáng đâu rồi? Cái nấy đang ngủ. Còn ngủ à? Nó đi làm nữa không đi? Thiếm Dương, dạ, nên gọi Tiểu Sáng xuống đây đi. Dạ. Không cần phải gọi, con xuống rồi. Còn mà hoàng sáng đi, dạ. Đã kêu ngủ thêm một chút mà, vì công ty cứ giao cho em. Tôi không yếu đuối như vậy. Làm sao có thể lấy hết mọi chuyện cho cô? Tôi nghĩ kỹ rồi. Bài chiến trước này là do tay tôi tạo ra. Tôi phải tự mình thu dọn. Uống ly cà phê đi. Cảm ơn. Tiếp tục, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Tiếp tục, ông xem đi. Tiểu Sáng, chuyện này là thế nào? Sao trên mạng đã tin chúng ta mua một kỹ thuật bảo vệ môi trường nhưng không thể mang ra vận dụng? Khu đất 2 tỷ đẩy trống không thể phát triển. Tiền lãi ngân hàng cũng không có cách nào để trả. Tin tức này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu tập đoàn chúng ta rồi. Sáng nay thị trường vừa mở cửa, giá cổ phiếu đã liên tục thất giá. Điều tra xem kẻ nào thông tin này. Không cần biết dùng thủ đoạn gì, tôi muốn biết kẻ nào đã thông tin ra. Hải Lục, lập tức thông báo với phòng quan hệ khách hàng chuẩn bị mở một cuộc họp báo. Bất luận thế nào, chúng ta phải ổn định giá cổ phiếu trước rồi mới tính tiếp. Dạ. Rốt cuộc anh tung tin ra ngoài gì? Điều ra lập tức báo tôi biết ngay. Ông tung cái tin đó ra, sáng nay giá cổ phiếu công ty CB rớt thê thảm. Tôi còn đã giúp ông đứng ra chứng thực kỹ thuật bảo vệ môi trường đó là không hoàn thiện rồi. Vậy chuyện mà trước đây ông đã hứa với tôi chắc không nuốt lời chứ hả? Tôi đã hứa gì với ông nào? Tôi quên mất rồi. Ông đợi tôi giải quyết xong EAC, tôi sẽ chia cho ông một số tiền. Trước đây chúng ta không thỏa thuận như vậy. Ông Tagaki, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Nếu mà ông không đồng ý thì có thể rút khỏi cuộc chơi.
Được, được lắm. Tôi sẽ tung ra một cái tin. Nói là kỹ thuật bảo vệ môi trường đó đã được hoàn thiện. Tôi sẽ cùng EC hợp tác khai phá dự án này. Ông Takagi, ông đang ở Trung Quốc mà. Đối phó với một người nói một đàn làm một nẻo, ông nghĩ có ai tin lời người đó không hả? Cảm ơn. Điều tra ra rồi. Là địa ốc Thành Tính. Trương Thành Tính. Không phải. Ông ta chỉ nói bằng miệng không có chứng cứ. Biết Trường Phong sao lại tin ông ta? Thì bên công ty đại giả đã đứng ra chứng thực kỹ thuật đó không hoàn thiện. Quá đáng thật mà. Cái tình huống ta trong kia đã cùng gian với Trương Thành Tính cấu kết với nhau hãm hại tôi. Sáng nay thì Trường Thành Tính hiểu mấy công ty con của địa ốc Thành Tính đã tranh giao mua cổ phiếu công ty chúng ta rồi. Thì ra bọn họ muốn dùng tin đồn để ép giá cổ phiếu chúng ta, lợi dụng giá cổ phiếu xuống thấp thu gom hết cổ phần. Sao lại như vậy? Không được, tôi phải đi tìm ông ta. Bình tĩnh lại đi. Gặp chuyện như vậy làm sao bình tĩnh được? Càng như vậy càng phải lý trí. Bây giờ quan trọng nhất là phải ổn định lại giá cổ phiếu. Em có cách mà, cứ giao cho em đi. Chí tổng, buổi họp báo đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ông. Tiểu sáng, anh đến họp buổi họp báo để bác tin đồn những chuyện khác, cứ giao cho em. Mọi người cũng biết sáng hôm nay đã xuất hiện nhiều tin đồn gây bất lợi cho công ty, làm tâm lý mọi người trong công ty hoảng loạn. Người ngoài giới đang đặt nghi vấn và biết chúng ta có thể xây dựng căn hộ bảo vệ môi trường được không? Thật ra điều tôi muốn nói là mọi người không cần phải lo lắng. Phòng kỹ thuật chúng ta đã nghiên cứu dữ liệu mà thiết dụng để lại bên trong là kỹ thuật rất hoàn chỉnh cho căn hộ bảo vệ môi trường ở Hàng Châu, kết hợp với kỹ thuật châu Âu và cách phân bố nguyên liệu. Vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết, cho nên lãng mạn Babylon vẫn sẽ tiếp tục thực hiện. Tôi hy vọng mọi người nhanh chóng hoàn tất công việc thiết kế trong giai đoạn đầu. Ngoài ra chúng ta dự kiến một tháng sau sẽ khởi công xây dựng. Thật sao? Ôi vậy thì tốt quá rồi. Một tháng, phải. Cho nên thời gian rất gấp, hy vọng mọi người vất vả một chút. Đợi sau khi dự án này hoàn thành, công ty sẽ mời mọi người đi du lịch châu Âu một chuyến. Du lịch châu Âu, hay quá. Cô Quan, vấn đề kỹ thuật của chúng ta thật sự không còn vấn đề gì sao? Được gì rồi. Giám đốc Châu còn nghi ngờ gì nữa không? À không. Không còn gì nữa thì tan hợp. Thích quá, sắp được đi du lịch châu Âu rồi. Phải đó, vui quá đi. Hồng Thi à, em phải cố gắng tăng ca mới được. Yên tâm đi, tôi nhất định phụng sự đến cùng. Cô Quan. Cô Quan là chuyện này là sao? Các người nghiên cứu xong kỹ thuật lúc nào vậy? Không có, tôi chỉ coi trường tương thế thôi. Cô Quan à, cô làm vậy là có ý gì? Phi phi. Hiện giờ EC đã leo lên lưng cọp rồi. Nếu mà chúng ta không làm vậy, EC sẽ bị người ta thu mua mất. Chúng ta cần điều một chút, cổ phiếu EC sẽ tăng trở lại. Vậy rồi một tháng sau thế nào? Tôi cũng không biết. Tôi đã thương lượng với Tiết Sáng rồi. Chỉ mong sớm ổn định lại giá cổ phiếu EC. Bây giờ phòng kỹ thuật chúng ta đã tìm thấy chuyên gia của viện nghiên cứu về, đã tăng ca nghiên cứu, hy vọng sẽ sớm tìm ra cách giải quyết. Nhưng mà các người làm vậy đang lừa dối mọi người đó. Phi Phi, bây giờ là lúc cấp bách mà. Nếu cô thật sự muốn cứu Tiết Sáng thì xin hãy giữ kiếp một ngày đấy. Alo, cô Quan, Tiết Tổng như rồi, mới muốn gặp cô. Tôi qua đó ngay. Cảm ơn. Anh tìm em à? Cô làm vậy là sao? Cô tung tin giả, cô lợi ích gì cho EC? Bên ngoài thì dễ nói rồi, nhưng trong công ty có rất nhiều người biết chuyện. Em làm như vậy chỉ muốn ổn định lòng quân, để họ không nghi ngờ. Những chuyện khác đi một bước rồi tính một bước. Em đang đàm phán với công ty khác, có dự án nào có thể thay thế lăng mạc Babylon không? Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi. Phải để nhà đầu tư nhìn thấy hy vọng thì cổ phiếu công ty mới ổn định lại được. Phi à, sao hôm nay cổ phiếu công ty EC của chị rớt giá dữ vậy? Sau đó các người lại làm rõ sự thật rồi còn mở một cuộc họp báo gì nữa, rốt cuộc chuyện đó là sao? Đừng tin mấy tin đó, toàn là tin đồn thôi. Ê, sáng ra sao rồi? Thì dạo này anh ta rất bận. Ờ, vậy kỹ thuật các người đã hoàn thiện chưa?
Chuyện này em đừng hỏi. Nhiệm vụ của chị bây giờ chính là nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế. Chúng ta đừng ăn mì gói nữa. Không ăn mì gói thì ăn gì? Chị nấu cơm hả? Cảm ơn ông. Mã tổng, tạm biệt. Giả Cầm, ba nuôi, sao trùng hợp vậy? Người đó dường như là mã tổng của Cẩm Thành à? Dạ phải. Bản dự án gì vậy? Còn dự án nào nữa? Bây giờ bên ngoài tin đồn rạc lan, cổ phiếu AC rớt giá thảm hại. Hiện giờ Tiểu Sáng đang đau đầu giờ ốc, không quan tâm gì hết. Để nguyên bãi chiếu trường cho con, con chỉ biết một tìm công ty khác để lắp vào thôi. Mã tổng đó nổi danh là người biết tính kế, thì ông ta có ổn không? Thì đương nhiên là con biết ông ta là người như vậy, nhưng không có gì là không thể. Ông ta đã nhắm đứt của đất của chúng con lâu rồi, bây giờ Tiểu Sáng cũng không còn lo được nữa. Tiểu Sáng nó còn non nớt quá. Ba nuôi à, con không nói nhiều với ba nữa. Còn mấy ông chú của các công ty địa ốc khác đang có hứng thú với khu đất này, cho nên gọi được rồi, con đi làm đi. Dạ, con đi trước đi. Mình cũng có rất có hứng thú với đất này. Cô họ, Tiểu Sáng về chưa? Ừ, về rồi, nó trên phòng đấy. Dạ. Sao vậy? Đang lo lắng à? Sao về trễ vậy? Em có hẹn với mấy ông tổng ở bên công ty địa ốc, xem họ có dự án nào có thể hợp tác không? Thế nào rồi? Đừng đôn đốn. Em thấy có một số công ty rất có hứng thú với khu đất của chúng ta, tỏ thái độ muốn hợp tác. Ngày mai em sẽ tiếp tục bàn thêm với họ. Anh nghỉ sớm đi, Giả Cầm. Gì? Cảm ơn. Hôm nay có chút thời gian rảnh nên mời ông Takagi đến đây chơi. Chắc là không phải đi ăn tiệc chứ hả? Ông Takagi cũng hiểu rõ văn hóa Trung Quốc quá hả? Tôi chỉ muốn hỏi ông Takagi là ông có nghe cái chuyện AEC đã hoàn thiện được kỹ thuật có thực hiện như vậy không hả? Thì cũng có nghe nói đấy. Vậy thì cái chuyện Tiểu Sáng đã tìm công ty khác để hợp tác, ông Takagi đây cũng có nghe qua rồi phải không? Trương tổng đang muốn qua tin từ tôi phải không? Ông muốn biết thái độ của công ty đại giả thế nào phải không? Thật ra thì công ty chúng tôi hợp tác với ai cũng không thành vấn đề. Vậy nếu như địa ốc thành tính tiếp tay thực hiện dự án này thì sao? Trương tổng, cái chuyện này ông phải suy nghĩ cho thật kỹ. Dự án và khu đất vốn đầu tư cũng không nhỏ đâu, tiền bạc không thành vấn đề. Tôi lăn lộn với thương trường bao nhiêu năm nay, một vài ngân hàng tôi có thể thương lượng được. Vậy tôi sẽ ngồi đó chờ xem vậy. Nào. Alo, Phi Phi hả? Có gì không? Em đang dựa các bạn thiết kế, muốn thư giãn một chút. Nhớ thế anh, đang gọi điện thoại cho anh. À, anh sao vậy? Không có gì Phi Phi à, anh đang bàn một hợp đồng quan trọng với đối tác, gọi lại xem sao nhé. À, anh làm việc đi. Ông chủ lớn còn tiếp buổi, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có phải không? Lại nghe lén chị nói điện thoại rồi. Ai nghe lén chứ? Em thấy chị bận quá nên cố tình sang đi cà phê cho chị đây. Cảm ơn, cảm ơn quá, cảm ơn. Anh ta bận thì chị cũng bận. Tụi chị có thể nhín chút thời gian để cài giọng nói của nhau thì đã vui, đã mãn nguyện lắm rồi. Ai giống như tụi em từ sáng tối cứ dính chặt với nhau.
Được rồi, được rồi. Chị cứ chơi chiếc đóng bản vẽ của chị đi. Em thuộc dạng người thích cả ngày dính đặt lấy nhau mà. Thôi, để em đi chơi bowling đi. Không làm việc chị làm gì nữa. Tạm biệt, tôi chờ té trên đường ban đấy. Cảm ơn nha. Alo. Nhã cập hả? Có thời gian không? Cùng đi ăn trưa đi. Dạ. Ba nuôi à? Con xin lỗi. Gần đây bận chuyện gì vậy? Hẹn con ra ngoài ăn cơm sao mà khó khăn quá. Dạ đúng là hơi bận. À ngồi đi. Sao rồi? Bên Mã Tổng có tin tức gì chứ? Tụi con đang thương thảo điều kiện. Bọn họ cứ liên tục ép giá. Tụi con thật sự đã tìm được cách giải quyết kỹ thuật rồi hả? Người Âu Châu và người Nhật Bản cũng không giải quyết được. Tụi con giải quyết được thật sao? Tụi con đã tìm được phương án giải quyết vấn đề trong USB của Tiếp Dũng. Tuy kỹ thuật này vẫn chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà con đã hỏi qua người của diện thiết kế. Trên nền tảng phương án của Tiếp Dũng chỉ cần một tháng là có thể hoàn thiện được. Vậy con còn tìm Mã Tổng bằng cái gì? Tại vì ba đúng sự gây áp lực của Tiết Xá nên mới muốn kéo Tạ Tổng vào để giải quyết một phần vốn đầu tư. Con nghĩ Mã Tổng sẽ chơi thật sự với tụi con sao? Ông ta đã nhận lời, nhưng ông ta hy vọng bỏ ra ít tiền mà chiếm được nhiều cổ phần hơn. Nhã Cầm mà, nếu ta nói với con Mã Tổng nghe lời ta, con có tin không? Thế lực mà nuôi mạnh như vậy sao? Nhã Cầm, ta nói với con, đây không phải là thế lực, mà là có thực lực, cái mà người trên kẻ dưới trong nhà họ thiết thiếu. Bọn họ đuổi ta ra khỏi EAC cũng tốt, ta cũng nhân cơ hội này tự đi làm công cho mình. Nhã Cầm, nếu mà ba người đồng ý tiếp nhận cả dự án về khu đất của tụi con nghĩ Tiểu Sáng nó có chịu buông tay không? Ý của ba là một mình ba sao? Đúng vậy. Như vậy cần phải đầu tư một số tiền lớn lắm đấy. Con nghĩ là ba nuôi không có nhiều tiền như vậy sao? Ý con phải như vậy, chỉ là thôi được rồi. Nhã Cầm, ba nuôi làm việc rất quyết đoán. Nếu mà tụi con thật sự có ý muốn dùng dự án và khu đất đó thì ba nuôi muốn tiếp quản nó. Ta muốn lập tức tiếp tay và ký hợp đồng ngay. Con phải về thương lượng với Tiểu Sa. Được, vậy ta sẽ chờ tin tốt của con. Nhưng mà ba nuôi à, em giờ kỹ thuật để thực hiện dự án này. Nhã Cầm, ba nuôi làm việc tự biết mình nên làm gì mà. Alo,
Dạ cơ, cô đang ở đâu vậy? Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Tin tốt với tin xấu đi. Đối với anh thì đây là tin tốt. Ừ, vậy tôi đợi cô ở công ty. Còn là tôi muốn bỏ tiền ra mua dự án như khu đất của chúng ta. Ừ. Sao lại có chuyện đó? Chẳng có lúc nào ông ta cũng ngăn cản dự án này sao? Nhã Cầm, có phải cô gạt câu họ không? Em chỉ không mang sự thật chứ trong USB nói ông ấy biết thôi. Bây giờ làm vậy chỉ là lợi dụng giả tâm của ông ấy, cũng không thể gọi là lừa dối. Nhưng mà làm như vậy đối với EC chúng ta mà nói, bây giờ còn quan tâm đến thanh danh công ty làm gì? Chỉ cần cứu được công ty, cứu được anh. Nhã Cầm, anh đừng nói thêm nữa. Mang nuôi em sẽ gửi hợp đồng đến ngay. Anh đưa cho luật sư cố vấn xem. Nếu không có vấn đề thì ký đi. Cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Còn suy nghĩ gì nữa? Anh còn muốn công ty không?